cứ đưa cái điểm xấu đó là mấy ông có cái súng súng ngay chăn chỗ còn Tân Lộc đó, sao cũng gần mà gà luôn xuyên xuống chút thì khúc là tới rồi, đâu có tú cái dưới này đâu. Thì cứ chốt nha ông lại đi, rồi qua đầu tháng 11 rồi mình đi. Xuống anh Vũ nhiều điểm lắm. Đi trong ngày mà, đi mấy chỗ khác thì cũng trong ngày mà. Tầm 10 mét á. Cũng liêm hơn trước á.